Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin được kính chào quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, và thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau, và thậm chí là với mỗi một người thì cũng có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc sống. Nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất, và thưa quý vị, đôi khi chính bản thân họ cũng nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ có thể trả hết sạch được nợ nần, vì cứ trả hết cái này thì cái khác lại xuất hiện. Tiền bạc lúc nào cũng luôn là vấn đề mà những người này phải đau đầu suy nghĩ. Nhưng quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ hãy yên tâm, đó chỉ là nghèo khổ nhất thời, chứ nhất định trong tháng 6 âm lịch này thế nào bạn cũng trả sạch nợ nần và không còn phải đau đầu vì tiền giống như trước kia nữa. Nợ mấy cũng trả hết, đã thế lại còn được trải nghiệm cuộc sống giàu sang, phú quý. Dư giả cả về tiền bạc trong tháng 6 âm lịch này. Tiền bạc rủng rình, phúc vận đầy nhà. Tuổi Canh Ngọ trong tháng 6 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo nợ nần bao nhiêu cũng trả sạch, đổi vận giàu sang nhờ có phúc vận đầy bất ngờ. Và trước khi đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết, quý vị cũng đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi đăng. Ngay sau đó. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu các nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 mệnh lộ bằng thổ, có tấm lòng lương thiện hay giúp đỡ người khác. Họ sống ngay thẳng chân thật và cũng thường giúp đỡ mọi người nên được bạn bè quý mến. Tuy nhiên họ có một nhược điểm chí mạng, đó là ăn nói không khéo léo, dễ làm phật lòng người khác lúc nào mà không hề hay biết. Họ hợp với người cùng lứa hơn là những người lớn tuổi. Người tuổi Canh Ngọ không phải là người khéo léo, không thích hợp với các hoạt động đầu tư, nên an phận để con đường tài lộc được bình ổn. Tất cả những kế hoạch đã lên, họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Điều đó khiến cho cấp trên rất ưng ý. Xem vận mệnh cho những người tuổi Canh Ngọ thì cơ hội thăng tiến của con giáp này vô cùng rộng mở. Do tính cách của những người tuổi Canh Ngọ không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác. Dù là bị phê bình nhưng họ cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần. Những người khác bận rộn với đủ nỗi lo thì lúc này họ vẫn giữ được vẻ thong dong, tưởng chừng như chẳng có gì khiến họ có thể lung lay. Kỳ thực, họ là người biết mình muốn gì và chỉ quan tâm đến việc họ có đạt được mục đích, còn những việc khác họ hoàn toàn không phải bận tâm. Xem tử vi tháng Đinh Mùi năm 2022 cho quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ, trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh không đạt được bước thăng tiến gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc sẽ được tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu nhích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ. Bản mệnh chỉ chăm chăm làm thêm thì ắt được trả một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp. Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, như vậy có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của khác giới. Còn người đã lập gia đình thì cần phải chú ý giữ khoảng cách với người ngoài, chớ nên để chuyện thị phi gây tác động xấu liên quan đến mối quan hệ vợ chồng. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Ngọ cần phải chú ý tới nhiều vấn đề trong tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Canh Ngọ có một tháng mới đầy hy vọng, bạn sẽ có tuổi trẻ của mình cho nên luôn cố gắng thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo và có thể thể hiện với cả quý nhân, điều này rất tốt. Người làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc chấp pháp có nhiều cơ hội phát triển trong năm nay. Bạn có thể đưa ra những quan điểm mới mẻ và ấn tượng giúp cho tập thể có những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Thêm vào đó, bạn nhận được sự quan tâm dìu dắt của cấp trên cũng như là những người có kinh nghiệm nhanh chóng, học hỏi những điều hữu ích, phát huy tác dụng lớn lao trên con đường thăng tiến tương lai. Tuổi vẫn còn trẻ, mặc dù đã va chạm nhiều nhưng bản mệnh vẫn còn có nhiều điều cần phải học hỏi và tốt nhất là hãy nên giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, tránh tình trạng ngựa non háo đá, chống đối người có vị trí cao hơn. Thời điểm này, bạn có một vài cơ hội để thể hiện bản thân, gây ấn tượng với cấp trên, vì thế hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo phong thủy lộc tài, tình hình tài chính của bản mệnh khá ổn định. Một vài người có biểu hiện xuất sắc trong sự nghiệp sẽ có cơ hội thăng chức cao, tăng lương, cải thiện chất lượng cuộc sống. Với những người có ý định đầu tư kinh doanh thì năm nay bạn cũng nên cân nhắc kỹ càng, học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn, không nên nghe theo lời rủ rê lôi kéo của những người không đáng tin cậy. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tuổi trẻ nên gần như không gặp những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe, tuy nhiên vẫn cần phải chăm chỉ rèn luyện, giữ gìn thân thể mình, tránh sinh hoạt thiếu điều độ, ăn quá nhiều thức ăn vặt hoặc đồ chiên xào, nếu không sẽ dẫn đến các bệnh dạ dày hoặc suy giảm sức đề kháng. Ngoài ra trong tháng cũng cần phải hạn chế những nơi đèo cao vực sâu, nhiều âm khí, kẻo dễ gặp tai ương bất ngờ. Người tuổi Canh Ngọ còn trẻ, thường bị cuốn vào công việc tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, tập luyện, chăm sóc bản thân. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà chúng ta bỏ bê bản thân. Những gì bạn cần làm đó chính là cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể. Ngoài ra bạn cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữ chế độ ăn uống hợp lý và giờ giấc thường xuyên đúng đắn. Các quý vị gia chủ Canh Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn, bình an cũng như sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển rất tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè, bạn hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Nam mệnh không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác giới. Và nếu có thiện cảm với ai, bạn hãy tiến đến gần để tiếp xúc và hiểu hơn về đối phương, đừng chờ đợi người ta chủ động liên lạc với mình. Mối quan hệ giữa bạn với người lớn trong nhà nói chung hòa hợp, bạn cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn, nhất là trong những vấn đề mình còn chưa hiểu rõ. Người đã lập gia đình về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà, đôi bên vẫn đang ở trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trang mới trong cuộc sống. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành mộc cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với người tuổi Canh Ngọ trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 6 năm 2022, tức ngày 10 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 6 năm 2022, tức ngày 22 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ. Và trong những ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là chúng ta không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 6 năm 2022, tức ngày 5 tháng 7 năm 2022, dương lịch có nạp giáp Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 6 năm 2022, tức ngày 5 tháng 7 năm 2022, dương lịch có nạp giáp Kỷ Mùi, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 6 năm 2022, tức ngày 17 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, đây là tử vi của quý vị gia chủ tuổi 1990 trong tháng 6 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1990. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và sẽ là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Chúc cho tất cả quý vị thành công viên mãn trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.